mẫu miễn lệ, các con bình thân an toàn. Chiếu trì kim mẫu mẹ mừng con, tây thiên điện ngọc Phật tiên thâm thần. Con về mô mẹ vô vi điện thiên, mẹ chỉ có căn tiên học đạo trời. Bước chân đến mẹ tình thuyền thành tâm bái mẫu. Phật mẫu mẹ truyền chúng linh căn, học đạo con tiếp điện thiên. Con ơi sứ mạng thần tiên mẹ truyền, mỗi con là một sinh mạng với mẹ công phu buổi này. Con hiền đạo đức trường thi, trường thi Phật mẹ mở ra chúng trần. Nợ nghiệp nhà nghiệp
trọng đạo thời con để bên đạo quang đạo pháp chẳng nhìn chẳng lô tâm lý chẳng đà mà thuận duyên thuận duyên đời mà mà không làm tiếng đỏ thành phàm thuận duyên ăn mặc sống làm thuận duyên vui thích nghiệp trần mà con ăn thuận duyên tiền nắm bạc cầm thuận duyên trao chuốt vui vầy mà quên tu thuận duyên đời con trẻ ngao du ham tiền bến bạc mà lỡ công phu không trọn lành thuận duyên đời mãi lâm quanh còn nơi nghèo nơi khổ kiếp ma tầm mà chưa sống nghèo đây than đất trách trời nghèo cho kiếp nghèo còn khó tu tiên giàu cho con trẻ bạc kho mà mãi vui chơi miết vào đây cũng quá nghèo con trần lên dòng xuống dù chức quyền con mãi một đời mà cho ăn chừng khi lâm già tất gan trời cha thâu đoạt mẹ không tắt ba bồi thì con giàu đó nghèo rồi không tu khi đến lâm thình lình quả tay con đây đau khổ hơn người mà nghèo dơi khổ con thất vọng khi đà con khổ thì con rên con khổ gấp 10 lần cha cho mẹ bố đêm ngày nhưng con không biết quý gìn đường tu khi hoạn nạn con cầu con khẩn qua tai nạn thì con nhớ nhớ chơi xem trời thì đang không ra chi con ơi mẹ đất Phật tiên con chẳng kinh gì mãi lo đời tên mai tóc bạc phơ lưng còng gối mồi già rung đất ngày trai giới lạc không rành mà không tưởng niệm Phật đây chẳng thích trao kiên một mai hỡi trẻ quỷ vô thường thình lình nó đến dắt hồn ra đi nhặt thì con trơn trồi đạo đức đâu đường tô phước đức không tròn kiếp nhân sinh hồn dơ dần lầm lẻo quang vô kẻ tình thâm vợ chồng con cháu đành không ai đà cố được hồn ta khi tắt
thờ đôi ba thì nằm thiên thiết nằm. Con ơi chừng đó mẹ nhìn các con già hay trẻ đều chung nắm mồ xanh còn. Mẹ nhìn trần thế bao la, nhưng cơm trong tay mẹ thì trong lòng đất diêu trền. Lòng đất mẹ tất cả đưa vào cho mẹ, gái với trai già hay trẻ bé lớn ngủ nằm. Con ơi mẹ thương con đến hồi ly biệt, mẹ nhìn con đạo pháp không tròn. Mẹ muốn cứu con lúc này lắm con ơi, chỉ một mảnh hình thân xác con nằm bất động. Mẹ kêu không trả lời, mẹ vội không lên tiếng. Mẹ kêu con hồn giấc giờ dưỡng đầu đường. Con ơi 49 ngày con vẫn tồn tại thế gian, qua 49 ngày mẹ lầm than con theo đường ác nghiệp. Khi mẹ nhìn nam nữ thọ tử đây nhìn con chết, mẹ đau lòng xót vàng. Khi trần thế mẹ bảo rằng tu chư Phật chư tiên chư thánh hạ phàm, ra kinh sách ra lời khuyến thiền, các đạo giáo đều phổ độ khuyến tu hành. Nhưng trẻ mịt mờ, trẻ chẳng quan tâm, chỉ biết lo ăn lo mặc lo nghiệp quả nắm cầm. Con không tôn trọng đạo pháp vô vi thần tiên thánh Phật, con nghĩ sức mình con mạnh, con dung dậy ngang tàn. Mẹ thương con thì con chết rồi con mà không còn mạnh mẽ. Phát hồn con trẻ yếu suy, con ơi tam hồn thất phách, con trẻ theo gió mây xa gần. Mẹ kêu con mẹ muốn độ con, chừng lúc đó mẹ dành mẹ giật linh hồn con của mẹ, để mẹ đem theo mẹ về tiên cảnh ở Tây Phương ngàn. Nhưng trên người con cột tảng đá to, nghĩ chặt con cầm lưng con chỉ cuối con khom mò. Như kinh địa tạng người khi đã chết đi, nghiệp quả nặng như đá mang trên người, quằn quại đau thương không lê chân bước nổi. Người thân ôi còn sống nhìn người bất đăng, xin cúng trai tăng xin gợi gâm bồ thí cũng dường. Gợi gắm làm phước hiện cho người thân, đó là cha, là mẹ không biết tu, đó là vợ hay chồng không biết đạo, đó là anh, là chị, là em, là con, là cháu không biết Phật pháp chi trao dồi khi sinh tiền, khi sống ơn. Hai người thân mất rồi chỉ một cơn bão bình qua, hay tai nạn rủi ro đã chia lìa. Như kinh địa tạng giải rằng, làm phước cúng trai tăng hay tạo tất cả thiện duyên phước đức trên trần miền mười, mà người bất chỉ hưởng một, còn chính phần phước đức cho người thân tu tạo. Con ơi người thiên cổ, một mai con nàng là anh, là chị, là con cháu gia đình.
chồng, là vợ, là mẹ, là cha. Con ơi thình lình và đột ngột không biết ai sẽ hóa ra người thiếu con. Mỗi các con có tam hồn thất phách. Con ơi khi bỏ thân xác đi thì hồn khờ dĩ dại ngủ mê à. Do đó không còn biết người thân người ruột thịt. Chỉ muốn lôi muốn kéo mà bắt được ai để đi theo mình. Do đó chồng vợ yêu đương mặn nồng sâu mà đắm đằng. Không muốn rời không muốn bỏ người thân. Hay cha hay mẹ hay vợ chồng đây. Hay bà thương cháu mà lúc lâm chung quyền liễn không rời. Mấy đầu thai lên vào nhà và tái sinh lên nữa làm người thân trong kiến họ. Làm người thân để được thương được yêu tái sinh lên nữa còn luân hồi nữa. Con ơi đời quá nặng và nghiệp dày đặc. Mẹ sinh con tội như đá mài giao cho bớt liền liền. Ráng tu như đặng mà các con mài đã phải mòn thì làm sao nghiệp lực cho mòn. Chỉ có công tu tạo phước đức và công phu công quả công trình nơi ta. Đừng nghĩ rằng con khỏe, con an thân. Con không đau, không bệnh, không chết thình lình. Con ơi khi chết đột ngột khi đến rồi. Giả từ không một lời nói người thân. Các con ra đi không hẹn, không biết trước được. Nhắm mắt nằm mà hồn quân quýt chồng hay vợ hay con hay cháu trong nhà. Phật đã đâu rước được hồn con. Vì bởi xăm tiền con chỉ biết chữ đời. Chữ đời của các con quá nặng. Mười ngọn núi trên Tây Phương Cực Lạc. Có ngọn núi tên Diệu cao như Phật Thích Ca từng thuyết vàng. Núi Diệu cao là núi Tu Di, là thân tướng, là hình tướng Phật Di Đà. Nhưng nghiệp các con còn nặng hơn núi Tu Di. Do đó mỗi các con làm sao phải ráng tu cho mòn nghiệp quả nghe con à. Nghiệp không mòn thì nghiệp chỗ phát sanh, chỗ nay mai thì đau và bệnh hiểm nghèo. Nghiệp đổ ra ta mang bệnh nan y, nghiệp đổ ra thình lình ta bị nạn tai, hoặc rằng ta phải mất mạng như chơi. Kìa con nên ba đời chư Phật, trong Phật mười phương đều trong chữ tu hành. Các ngôi vị Bồ Tát như Quan Âm phải tu hành đạo chín năm khổ hành. Như Phật Thích Ca con ơi 49 năm hành đạo trải qua nơi ta bà. Rồi gửi thân xác này tư đại nguyện giả tiêu tan ngàn. Để linh hồn đắc đạo cao sang, để được tu giúp ta trở lên Tây Phương Cực Lạc ngồi. Mẹ dạy các con nghe lời Phật mầu, chỉ có tu lập tức bồi tâm mới gỡ cứu cho mình kỳ ba này. Thoát nạn nghe con và được trở về bên chư Phật. Ai còn đại nghiệp năm sai, quên tu bỏ đạo mê đời kìa con. Không bao lâu rồi sẽ nhắm mắt làm thinh hồn,
đi địa ngục năm u a tỳ. Con ơi, hoàng mẫu mẹ dạy rốt ráo lắm rồi, lời châu tiếng ngọc, lời vàng mẹ thỏ thẻ khuyên con, ráng mau tu, ráng lập đức thi căn, chỉ có mình cứu được mình, chỉ có công đức của nó chính mình tạo cho mình lúc này là hành trang, là tư lương, để một mai mình nhắm mắt, khi mình chết, mình sẽ đem được, đem nó theo, để mình được trở về Tây Phương nhà cành. Dù bạc tiền, dù trân châu, dù tất cả tài sản vật chất hồng đời, dù lắm bạc, lắm tiền của này kho, dù quyền quý, dù chức tước, nhưng khi một cơn mà bạo bệnh, một tai nạn rủi ro, một cận tử nghiệp đã đến ập ùa, thì cái chết thình lình, tất cả đều bỏ lại hết, tất cả đều để lại cho người đời, mà mình có đem theo được gì đâu. Vậy mà khi sống cứ mãi bon chen, cứ mãi giành giật, cứ mãi đua đòi, cứ mãi phân thua hơn thiệt, cứ mãi cho rằng là của ta, cái này của ta, vật chất, tình cảm, tất cả mọi mọi việc trên đời đều phải chính là của ta, cái của ta, cái xác thân này của ta mà còn từ bỏ ta để ra đây nằm lòng đất nè, thì huống gì những vật chất ngoài thân mà của ta được, sẽ gửi lại hồng trần, của đời sẽ trả lại cho đời, chỉ có cái nghiệp, chỉ có tội lỗi mới là của ta, nghe các con. Của ta là những gì nói chung ra quy lại một, đó là nghiệp lực và tội lỗi của mình mà thôi, không bao giờ của nào ở trên đời này mà cha với mẹ phán rằng mẹ cho con, cha để cho con là của con mãi mãi đời đời. Không bao giờ cha Ngọc Hoàng hay mẹ Phật Mẫu hay hoặc rằng mười phương chư Phật mà bảo rằng vật chất đời tặng cho con mãi mãi, con cứ đắm sai, con cứ mê đi rồi con ngờ. Mà tất cả chư Phật trong mười phương, tất cả thần thánh tiên Phật cha với mẹ đều khuyên nhủ, và tất cả tôn giáo Phật Thích Nho điều chung quy bảo rằng cuộc hồng trần giả tạm con nuôi, hồn thiên đắc đạo là chính, là thật sự, là vĩnh cửu, là vĩnh hằng. Con mới ở với cha mẹ như Phật tiên thánh thần đời đời kiếp kiếp à, nghe các con. Tất cả chồng vợ, con cháu, gia đình là chồng, nhưng một đời của mình cũng phải gánh lấy và tan thương tan tóc trong đời một hay hoặc đôi lần để tiễn biệt người thân. Nhà nào mà không có người mất, nhà nào mà trong củ quyền bàn thờ không có hình ảnh người thân đã quá cố ngồi trên đó rồi, vậy thì chúng ta phải mừng. Người thân chúng ta biết học đạo, người thân chúng ta biết Phật Pháp, người thân chúng ta biết công phu, công quả, công trình lập, công bồi đức, để một mai trong đời người chúng ta sẽ tiễn là cha, là mẹ, là ông, là bà, là anh, là chị, là em, là con, là cháu. Nhiều khi có những gia đình gọi rằng là tóc bạc mà tiễn đầu xanh, nhà mà không chết, nhà mà dựng suốt đời sống thọ, mà lại trong khi đó con cháu đều đặn lần lượt ra đi. Có phải cái khổ già cằn cỗi mà để một mình cô độc, mà những đứa con, đứa cháu
những tuổi đời còn mong mở lại từ biệt ổi đời, nhà mà sống mãi ấy, hoặc rằng là con là cháu mà tiễn ông tiễn bà, những người thân đang mạnh đang khỏe bỗng rồi ngã lăn ra, bỗng ngủ hay tai nạn đã hóa ra người thiên bộ. Trong hồng trần mỗi nhà và mỗi các con, không ai cứu được người thân mà mất, và trong một cuộc đời của con phải đôi lần để tiễn biệt người thân nghe các con. Do đó Phật mẫu mẹ khuyên rằng mình thương, mình phải dìu dắt vào đạo. Mình thương thì mình phải độ được cha mẹ anh chị em chồng vợ con cháu biết đạo, hành đạo lập công bồi đức, hành thiện giáo thiện như mình, mình mới cứu được họ nghe các con. Chứ không phải rồi mình tu đặng được mình, họ không tu để mình độ được họ đâu con nè. Mỗi người mỗi nghiệp lực, mỗi cái nghiệp quả khác nhau, đồng nghiệp lực như vậy, nhưng nghiệp mỗi người và trả theo mỗi hoàn cảnh chính bản thân tạo gây. Nghiệp lực nó còn dí nặng tở hơn ngò hòn núi Tu Di. Núi Tu Di trong 10 ngọn núi là một ngọn núi cao lớn nhất, là núi tên là Diệu Cao như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật thường dài. Và thân thể hình tướng sắc tướng của Đức Phật A Di Đà sánh bằng ngọn núi Tu Di. Chỉ mà nghiệp lực của con người còn nặng còn cao hơn là ngọn núi Diệu Cao núi Tu Di à, nghe các con. Do đó mẹ khuyên lên đêm trong cõi diêm phù, khá tu thì nổi mà như thế nào hả các con? Khá tu thì nổi, mà các con không tu thì chìm, nghe các con. Lên đã đến trong cõi diêm phù, khá tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Biển trần con hỡi mến mong, không ai cứu được cho ai bao giờ. Cha với mẹ cũng đi đường nghiệp quả, vợ với chồng khi tử nghiệp đến chung. Chồng đi đường chồng, vợ đi đường vợ, không ai mà bao bọc cứu cho nhau. Khi sống thì mặn nồng chung, chân ấp hoạt động ta chia sẻ sướng vui. Một bước không rời nhau, con thường quyến luyến, chết rồi thì mạnh ai lấy đi. Cha cũng không cứu được con mình, nghiệp cha cha trả, nghiệp con đi tự mình con về. Mỗi người nghiệp quả không đời, như núi Tu Di đằng nặng nề lắm con. Kìa con ơi, khá tu cho mẹ, hạ quân này cho mẹ nổi trên mặt biển sông mây. Để rồi tiên thánh để quầy, Phật đưa tiên rước lên thuyền Bát Nhã sớm trưa. Mẹ kêu nam nữ gái trai, khá tu cho mẹ ban mai trở về. Mẹ kêu nam nữ bổ đoàn, có thiền chi thánh hậu đàn cho mẹ yếu chưa.
tha xiên lập đức thi công khá mồi mốt lượm đầy truyền bát nhã trần gian mới chiều niệm Phật lạc chơi kể kinh cho mẹ một ngày phải có thời kinh con đừng bỏ đạo đức ta tu đã vào cửa đạo đã phát nguyện là con Phật trời nếu mà con vẫn mãi mê đời thì đường tứ lộ ngày nào con vẫn thân khi con nhắm mắt ngủ yên tình thâm cốt nhục mẹ cha vợ chồng sao con đâu ngờ cuộc tội con có rằng cung phước đức trời tăng cúng dường mười chỉ hướng một cho người chết đặng chính phần còn người dương thế được đức công chi bằng khi nặng sinh tiền ta còn thân xác đứng đi trên đời ta còn ăn mặc đây là lối năng như vậy sao không tu cho mẹ mình con ơi bỏ qua ngày tháng đạo trường một ngày con phải trả lắm đường là nghiệp quan mẹ khuyên tha tu cho mẹ đạo màu thì con sẽ nổi trên mặt biệt mây tăng Phật tiên cứu con về dụng tu thì trẻ đằng chìm mơ con chìm con đâm mất xác tiêu hồn rồi con mẹ nói Phật cạnh tiên đàn nhìn con của mẹ luôn trầm biển nghiệp mê biển nghiệp mê tăng con đỏ đài con luôn trầm không bao giờ lên nổi dù thuyền bát nhã tiên Phật kêu gọi cứu con mà con chẳng một lần thèm để ngước mặt ngó lên để phát tâm tu cầu đạo để giải thoát kiếp kiếp người phàm nhân ôi trời tà chiều tối rồi hạ ngôn mặt đất này lắm thu dữ lắm tinh ma lắm yêu quỷ tràn lan để dụ dỗ con ta nếu không khéo mặt tâm định nếu không khéo để trụ vào đến tiên Phật mãi miết lo mê chơi mãi miết lo sự đời thì các con số không vừa số không mẹ thương con mẹ đã từ vô thủy vô chung mẹ xuống trần mẹ phổ độ ba kỳ sơ hội long qua thanh dương đại hội nhiên đang cổ Phật lãnh đạo tiên để phổ độ hai ức nguyên chầu lão hầu nhị hội long qua hồng dương đại hội Di Đà cổ Phật độ hai ức phản hồi tam hội long qua Bạch Dương đại hội kỳ ba kiên chót do Đức Phật Di Lặc chủ trì cầm quyền đại hội để thưởng ban tội phước chúng sanh mẹ chỉ mong rằng một ngày các con đến đại hội tam quê tự đành là tinh khí thần các con tụ lại hồn xác xác hồn các con đắc đạo tiên mang về đi lão mẫu diêu trì cung nghe các con đồng
có nghe rõ lời mẹ giải tường tận hết chưa à hả các cô? Khá tu cho mẹ để nổi trên mặt nước, và theo tiên Phật để được ngồi thuyền Bát Nhã mà thành đạo. Thành Phật tiêu cho mẹ ngày long qua như các con. Còn những đứa dùng tu chìm mà thế tục, chìm đắm sông mây nghiệp quả kìa. Mẹ ước lần chân mà cũng ngọc mẹ hiểu vốn à. Nhìn các con mẹ thơ thần, mà mẹ đau thương khóc cho linh tử linh căn nọ đây. Đó đài muôn thu, một kỳ đại hội này ráng về với mẹ nghe con. Nhiều con Phật màu mẹ hừ chính từng trời tạo quá. Thần tiên thánh Phật lãnh linh hoàng nghiêm, ra đi quyết độ chúng linh nhiên. Em về cho mẹ trường thi à đủ à. Mẹ chiếu rỗi hào quang, mẹ hứa các con
để các con được về đường đạo đức mẹ mới mừng. Tiên đài Phật Quốc có bà Diêu Trì Lão Mâu giàu thường bánh mẹ điều như thiên thần một về bên ta chầu Phật mau. Các con thưa với mẹ rằng mẹ ơi đừng buồn, mẹ nhìn trần mẹ khóc mẹ đổ dột, các con dội xin mẹ xuống trần phổ độ kỳ. Mẹ yên lòng cái ngọc lộ thiên thần được đem về hết nơi tàu quyền. Con ơi mẹ sắc cấp lĩnh cho cô Pháp thần tiên dội xuống đời đồng phố đó là cho tất cả linh nhi trở về. Rồi mẹ định
đầu. Có mối hồng nở thật sự về với mẹ, mẹ mừng lòng. Còn hơn cho mẹ được ngọc nga vàng. Sắc tiên đã làm con làm tiên, hóa thân con về con là ngày xưa. Mẹ vui biết mà thiện yêu ơi, đất đạo tiên mang Phật thần ra bao quán mẹ. Chạy theo dục vọng sắc tài, con bỏ mẹ, con bỏ đường tu, rồi một ngày con chết con ngủ thiên thu. Mẹ muốn cứu hồn mà không cứu được, làm sao về với mẹ hạ cấp. Giờ còn thân sách mẹ cho, mẹ tạo các con thì con hay dư thân mạng này. Mẹ thiết xuất ra mỗi con gái là lưu trì kim mẫu, mỗi con trai là ngọc hoàng cha trời. Cha trời mẹ đất ở đâu, là nam là nữ âm dương. Mẹ tạo hình hài, mẹ tạo hình hài các con. Các con không tu chứ các con hủy hoại hình hài và cả hủy hoại hồn linh nữa. Mẹ đau lòng lắm nghe các con. Nên mẹ sinh là con học đạo, tình mê con quá ra cho mẹ đạo phát tiên rằng. Đạo phát tiên rằng mỗi gái trai, con nào đạo còn, con đào đạo mất ngày sau mẹ đừng nghe con. Nhìn anh chị em tu hành chắc thật, đường về với mẹ một mực hầu cha mai mẹ công phu. Nhìn lại những chúng chị em bỏ đạo mất mù, mẹ đau lòng xót dạ nhìn những đứa con hoang nàng. Tay cắt máu đầu, tay mẹ lặt ngựa ấp điều thịt đồng. Kia trên mặt cũng là da thịt, dưới tay mẹ cũng thịt da huynh đệ. Con mẹ diêu tình, con vui mẹ thả thiền bát nhã là chốn hầu đàn học đạo. Các con tu hành được về với mẹ là một điểm phúc điều lành, để các con hành trọn tám công trình Phật mau. Nay mẹ diêu tu ma thiền dạy yeah.
mà mẹ còn đau hơn con, trả nghiệp con khổ, mà mẹ còn khổ hơn con. Mẹ rồi mau mau bước xuống trần gian, bỏ ngôi vô cực ba điện diêu ác ma cung an, bỏ hàng Phật tiên, bỏ chư thần ở thiên cung. Mẹ điều bỏ ba pháp toàn, mẹ quyết tâm tam ba thế gian, mẹ tâm tinh nhiên đồng tu đồng theo mẹ hồi quy, con à hỡi con quang mẫu tung bay mẹ bay. Mẹ bay khắp mọi miền, mẹ bay khắp mọi thế giới tìm, tìm mà tìm lực na nhi, con ở nơi nào? Mẹ dắt đất trời, mẹ tìm đường năm cái trời. Con ở nơi đâu có mẹ già, mẹ xuống trần, mẹ tìm các con đi. Tìm ma linh nhi. Mẹ tìm con trở lại, mẹ tìm con Phật quốc rồi quý. Tìm linh nghe xuất hai tiếng, con mẹ đi mau lẹ, mẹ không còn chần chờ, mẹ đợi con kịp người, mẹ bỏ mẹ rơi rồi nhiều cũng, mẹ chạy mau lẹ, mẹ xuất hai kịp để con để các con về Phật quốc đảo đường mới mà chồng ra bay, mẹ mẹ nuôi à các con đông đông tu a tiên tiên mang Phật quốc, mẹ hẹn chờ các con hồn đồng cho mẹ đắc đạo ta bà đông đông thành Phật hết nhà nghe các con nhà. Đồng cho mẹ chị đứng tay, đồng cho mẹ quân đệ thương thân đồng, đồng tiếp nghiệp tế tâm sớm đặng trở về, tha tu hết, đặng nổi hết, không chìm đất ngà con. Đồng đồng tu, đồng tu hết, nổi cho mẹ trên mặt nước, để về hội long qua cho kịp thì ba nghiệp khác còn. Đọc tu hết, đọc học đạo hết, các con có nghe lời mẹ dạy không? Các con có thực thi lời hoàng mẫu đúng như lời mẹ dạy không? Các con có báo hiếu đền ơn cho Phật mẫu không? Các con có về gặp mẹ ở kiếp tàu không?
mỗi mẹ một mình, mà các con vô địa ngục quỷ ma, các con làm trả nghiệp muôn đời xa mẹ. Các con có về với mẹ. Mẹ giận một mình, mẹ lặn lội, mẹ đi tìm các con. Mẹ là Phật một, mẹ ở cung xưa, mà mẹ không màng môi chi, mẹ làm lão mẫu luôn. Mẹ từ bỏ hết, mẹ bỏ hết vô diêu điện, mẹ bỏ hết tòa sen, mẹ bỏ hết cung vàng, để mẹ gầy những đạo, để mẹ kêu các con tu về với mẹ. Các con không chịu tu thì các con một ngày sẽ đền tội. Mà các con đền tội thì mẹ làm sao mẹ yên hả các con? Nam Mô A Di Đà. Làm sao mẹ yên ở kiêu cung mẹ đau quằn quại? Làm sao mẹ vui, mẹ cười được hả? Khi mẹ nhìn con thỏ hình con đền tôi. Con tôi trả nghiệp, tôi đã khổ lắm rồi. Mà khi thỏ hình mà trả nghiệp, âm cung tôi càng khổ. Ôi mẹ nhìn con không tu, con nghiệp quả miên triền con nặng nề, mẹ đã đau khổ chết lên chết xuống. Mà khi con thỏ hình con bị đền tội ấp cung, thì mẹ diêu trì sao sống nổi hả con? Con ơi gan ruột mẹ ai bức ai ra trần. Mẹ chỉ mong con tu, mẹ chỉ mong con hành đạo. Mẹ buốt nước mắt vào, mẹ cầm gian xuống đi đảo trời.